cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược liên quan đến vấn đề giá thuốc. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho hay, thuốc là mặt hàng đặc biệt nên việc quản lý với giá thuốc cũng là một việc rất quan trọng. Chúng ta cũng đã nghe có bài báo nói tại sao giá thuốc tăng vô tội vạ. Chúng ta quản lý như vậy từ năm 2016 mà họ còn tăng, nếu không quản lý lúc đó, thả gà ra đuổi cũng không thể nào quản lý được, bà Lan nói. Bà Đào Hồng Lan cho hay, năm 2016, luật dược đã quy định các nội dung liên quan đến quản lý giá thuốc bán buôn và chúng ta thực hiện luật giá năm 2023 với rất nhiều quy định mới về quản lý giá. Vì vậy, với tính chất mặt hàng đặc biệt và quy định về quản lý giá, bán buôn đã được triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay rất hiệu quả. Cộng với các quy định của luật giá cũng đã quy định việc thực hiện các biện pháp kê khai giá bán buôn thuốc dự kiến. Nội dung này trong quá trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội cũng đổi thành biện pháp công bố giá bán buôn thuốc dự kiến tại dự thảo luật để các cơ quan quản lý tránh chuyện khi đưa vào đi qua rất nhiều cầu nối mà giờ chưa có quy định, kể cả luật giá cũng không quy định một doanh nghiệp chỉ được đi qua một hay hai đại lý. Việc này đã được thực hiện từ năm 2016 đến nay, qua đó đã góp phần cho việc quản lý giá thuốc của Việt Nam trong thời gian qua tương đối ổn định. Lấy số liệu năm 2022, giá thuốc tăng 0,4% trong tổng số CPI là 3,15%, năm 2023 là 1,45%. Sau dịch COVID, giá tất cả các loại thuốc nguyên vật liệu đều tăng thì chúng ta tăng 1,45% trong tổng số CPI 2,96%. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, nói chung qua các biện pháp thực hiện này, chúng ta sẽ dần quản lý được giá thuốc, tránh tăng giá đột biến trên thị trường. Bộ Y tế cho biết từ năm 2024 đến năm 2030, thêm 4 vaccine được tiêm chủng miễn phí cho người dân. Đó là vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota cho trẻ dưới 1 tuổi tại 32 tỉnh năm 2024, 41 tỉnh năm 2025 và triển khai trên toàn quốc từ năm 2026. Vaccine phòng bệnh phế cầu từ năm 2025, vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026, vaccine phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030. Như vậy, theo lộ trình, từ nay đến năm 2030 sẽ có thêm 4 loại vaccine được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho người dân, nâng tổng số vaccine được tiêm miễn phí lên 15 loại. Hiện nay, 4 loại vaccine phòng các bệnh này đang được tiêm chủng dịch vụ với lịch tiêm như sau. Vaccine phòng bệnh do rotavirus cho trẻ từ 6 tuần tuổi, uống 2-3 liều tùy loại vaccine. Vaccine phòng bệnh do phế cầu cho trẻ từ 6 tuần tuổi, lịch tiêm tùy vào loại vaccine và độ tuổi của trẻ. Vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung tiêm cho nữ từ 9 tới 45 tuổi, tiêm 3 liều với khoảng cách là 0, 2, 6 tháng. Vaccine phòng bệnh cúm mùa từ 6 tháng tuổi, trẻ tiêm lần đầu, tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 1 tháng, tiêm nhắc hàng năm. Theo ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc đưa thêm 4 loại vaccine vào chương trình tiêm chủng miễn phí này sẽ giúp nhiều người có thêm cơ hội tiếp cận được vaccine phòng bệnh, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ mắc bệnh, giảm khả năng lây truyền bệnh và giảm gánh nặng bệnh tật. Hiện vaccine đang được sử dụng cho đối tượng trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024 bao gồm vaccine viêm gan B sơ sinh, vaccine lao, vaccine bại liệt uống, vaccine sởi rubella, vaccine viêm não Nhật Bản, vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, vaccine uốn ván, bạch hầu, giảm liều, vaccine uốn ván, vaccine rota, vaccine phối hợp 5 trong 1, DPT, VGB HIP. Theo đăng ký của 63 tỉnh, thành phố, đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024 có gần 1,3 triệu trẻ em được tiêm và uống 10 loại vaccine. Cùng đó, hơn 1,2 triệu phụ nữ có thai được tiêm vaccine rubella. Ông Đức cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều nỗ lực để tìm kiếm nguồn vaccine để phục vụ tiêm chủng cho người dân. Trước tình hình gián đoạn cung ứng vaccine, Bộ Y tế đã đề xuất hỗ trợ, viện trợ một số loại vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng trong thời gian chờ được phê duyệt kinh phí năm 2023. Theo đó, Bộ Y tế đã tiếp nhận khoảng 748.000 liều vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và HIP do các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ để phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố triển khai tiêm chủng.
Bộ Y tế đã hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng, trong đó quy định ngân sách trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để đảm bảo kinh phí cho các hoạt động trong chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai liên tục hiệu quả. Hiện Bộ Y tế đang thực hiện các thủ tục mua sắm vaccine để cung ứng cho các tháng cuối năm 2024 và cuối đầu 6 tháng năm 2025. Sở Y tế tỉnh Lào Cai vừa có thông tin kết luận vụ việc khiến 80 học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai nhập viện sau khi ăn cơm tại căng tin. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 2024, có một số học sinh, sinh viên ở ký túc xá trường Cao đẳng Lào Cai cơ sở 1, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm tại nhà ăn. Ngay sau khi nhận được những thông tin, Sở Y tế Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị, Chi cục An toàn thực phẩm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện điều tra, xác minh, lấy mẫu nước, thực phẩm và bệnh phẩm của bệnh nhân làm các xét nghiệm cần thiết. Quá trình điều tra kết quả như sau. Bữa ăn tập trung tối ngày 8 tháng 10 năm 2024 tại nhà ăn số 1, trường Cao đẳng Lào Cai có 8 món: thịt lợn rang, thịt lợn kho, thịt gà xào hành tây, chả lá lốt, thịt gà rang, giá đỗ xào bắp cải, dưa chuột muối, rau canh muống. Ngoài ra có món bánh bao nhân xúc xích được mua từ cơ sở bên ngoài vào. Nước uống được lấy trực tiếp từ máy lọc nước RO của nhà ăn và máy lọc nước RO của ký túc xá. Căn cứ trên các đặc điểm dịch tễ, triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, mẫu nước của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho thấy, có 4 món ăn tại bữa chiều ngày 8 tháng 10 năm 2024 phát hiện dương tính với vi khuẩn Salmonella, dưa chuột muối, chả lá lốt, gà rang, canh rau muống. Ngày 21 tháng 10 năm 2024, đại diện Sở Y tế và các đơn vị liên quan, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Hưng Thịnh, Công an thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường đã nhận định sự việc trên là một vụ ngộ độc thực phẩm. Sản phụ NTH 34 tuổi ở Phúc Thọ, Hà Nội mang thai lần 3. Ngày 21 tháng 10, sản phụ vào Bệnh viện Quân y 354 với mục đích khám và chọn ngày đẹp để mổ đẻ. Được biết, thời điểm vào viện, thai nhi đã được 39 tuần 2 ngày, trọng lượng quá lớn. Tuy nhiên, trong suốt thai kỳ, thai phụ rất ít đi khám thai và không được quản lý thai theo đúng quy định, không xét nghiệm sàng lọc đánh giá các nguy cơ như tiền sản giật, đái tháo đường. Bản thân thai phụ cũng không biết mình đang mang thai, trên tử cung đã có vết mổ đẻ cũ, đồng nghĩa với việc không lường được những nguy hiểm có thể gặp phải do tình trạng này gây ra như rau cải răng lược, rau tiền đạo, nguy cơ chảy máu trong khi mang thai và trong lúc mổ lấy thai. Nguy hiểm nhất là nứt sẹo vết mổ, vỡ tử cung. Với chỉ định can thiệp kịp thời của các bác sĩ khoa phụ sản Bệnh viện 354, may mắn bé gái nặng 5,9kg đã chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ, được theo dõi sát sao. Để phòng trường hợp hạ đường huyết sau sinh, đây là bé sơ sinh nặng cân nhất các bác sĩ sản khoa ở Bệnh viện 354 đón thành công. Hiện tại tình trạng sản phụ đã ổn định.